3 dự đoán mới nhất của nhà ngoại cảm Brandon. Virus khủng bố có thực sự đến? Và liệu 350 triệu sinh mạng có bị đưa đi? Vào thời gian gần đây, nhà ngoại cảm Brandon đã bất ngờ đưa ra những phát biểu gây chấn động trong chương trình phát trực tiếp của mình. Anh thẳng thắn cảnh báo mọi người về một loại virus mới chưa từng thấy đang âm thầm tiến đến gần chúng ta. Đây có thể sẽ trở thành một đại dịch quy mô toàn cầu. Và theo những gì anh dự đoán, thì một đại dịch như vậy có thể dẫn đến cái chết của lên tới 350 triệu người. Nếu kịch bản kinh hoàng này thực sự xảy ra trong đời thực, thì hậu quả sẽ thật không thể tưởng tượng nổi. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Ngày 4 tháng 7 năm 2024, Brandon đã đăng tải một video trên YouTube của mình mang tên Idol. Tôi tiết lộ một đại dịch, 350 triệu người sẽ bị cuốn đi. Trong video, anh đã kể lại một cách chi tiết rằng dưới sự hướng dẫn bí ẩn của thần linh, Brandon đã chứng kiến những cảnh tượng khủng khiếp của thế giới tương lai. Anh cho biết thần linh đã truyền đạt thông điệp cho mình liên tục trong 2 ngày. Khi đang lái xe trên đường và thành tâm cầu nguyện, thần linh bỗng dưng khai mở khả năng thấu thị, cho phép anh nhìn thấy một khu vực rộng lớn với hàng ngàn chiếc lều quân đội màu trắng. Anh nhận thấy trong bãi đậu xe, ngoài những chiếc xe quân đội màu trắng thì còn có hàng ngàn chiếc lều quân đội trắng khác. Bên trong lều là những giường dã chiến đơn giản, nhiều người nằm trên giường như đang chờ đợi cái chết với hơi thở yếu ớt, trong khi một số đã ngừng thở. Cơ thể của họ được che bởi tấm ga trải giường và bên cạnh có đặt thiết bị truyền dị. Sau đó, thần linh còn dẫn đường cho Brandon bước vào một bệnh viện. Cảnh tượng trước mắt vô cùng đáng sợ khi toàn bộ bệnh viện chật cứng bệnh nhân. Tất cả các giường bệnh đều đã đầy ắp, không còn chỗ trống nào. Bệnh viện đã hoàn toàn được quân đội tiếp quản. Bác sĩ và y tá cũng đã trở thành quân nhân. Tuy nhiên, trước những sinh mạng sắp lìa bỏ cuộc sống, họ chỉ có thể nỗ lực an ủi những bệnh nhân đang đau đớn. Brandon cho biết, anh đã nhìn thấy một đám sương mù màu vàng bao quanh những người sắp hoặc đã qua đời. Đám sương mù màu vàng đó chính là virus, và thần linh đã tiết lộ cho anh bí mật rằng căn bệnh ấy có thể lây lan qua không khí. Thảm họa này nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì nhân loại tưởng tượng, thậm chí còn đáng sợ hơn cả đại dịch Covid từ vài năm trước, vì đây là điều mà thế hệ chúng ta chưa từng thấy. Theo mô tả của Brandon, nhân loại sẽ ngày càng tiến gần hơn đến sự diệt vong. Thần linh đã cho ông thấy những hình ảnh khủng khiếp của thảm họa này. Dịch bệnh sẽ quét sạch toàn cầu, tương tự như đại dịch cái chết đen diễn ra vào thế kỷ 14. Thế giới sẽ rơi vào trạng thái đình trệ, kinh tế suy thoái, các nhà máy không thể hoạt động, còn siêu thị thì đóng cửa. Con người chỉ có thể dựa vào nguồn cung cấp hàng hóa thiết yếu hạn chế. Đối mặt với tình huống khi sự sống chỉ đủ để duy trì, chúng ta sẽ vô cùng hoảng loạn. Tất cả hoạt động của nhân loại sẽ bị đình trệ. Brandon vẫn không nhìn thấy được phương pháp chữa bệnh hiệu quả nào, bởi vì một khi bị nhiễm thì đồng nghĩa với việc chắc chắn phải mất mạng. Mặc dù bệnh này có thể phòng ngừa được, nhưng Brandon cho biết thảm họa trên được dự đoán sẽ cướp đi 350 triệu sinh mạng trên toàn cầu, trong đó có hơn 30 triệu người Mỹ. Ngoài ra, Brandon cũng đề cập rằng mình đã thấy mọi người bắt đầu không còn sử dụng tiền giấy, mà có xu hướng chuyển sang sử dụng các nền tảng thanh toán điện tử vì lo sợ rằng tiền giấy có thể mang virus. Đồng thời, anh ta cũng chứng kiến các nhà thờ lớn phải đóng cửa và sự sụp đổ của hệ thống tài chính. Tất cả những điều này đã vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Brandon cho biết, trong khải thị thứ hai, thần linh lại cho anh thấy hình ảnh về một cơn bão lớn. Anh giải thích rằng đây không phải là cơn bão theo nghĩa thực sự, mà là một biểu tượng. Thần linh đã nói với anh rằng những nỗi khổ mà con người đang trải qua chỉ là phần rìa của cơn bão. Trung tâm thực sự của nó vẫn còn ở phía trước. Khi những cơn bão hay gió lớn chưa đổ bộ, chúng chỉ giống như những đường sọc hiển thị trên màn hình radar. Những thảm họa trong tương lai sẽ ngày càng trở nên phổ biến hơn. Trong dự đoán thứ 3 của mình, Brandon đã nhìn thấy một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Những hình ảnh thần linh mô tả chính là sự sụp đổ tài chính, đại dịch lớn và nhiều khó khăn kinh tế khác sẽ lan rộng khắp toàn cầu. Anh đã phác họa ra một bức tranh như thế tương tự khi bạn muốn xem trận bóng bầu dục hoặc bóng chày, nhưng lại phát hiện mình không thể mua nổi vé vì phá sản, thậm chí hoàn toàn không có cơ hội bước vào sân vận động. Dưới sự mặc khải của thần linh, Brandon cũng đã mô tả diện mạo đổ nát của những thành phố lớn.
nhà máy đóng cửa, vô số người qua đời vì dịch bệnh và cuộc sống đô thị vô cùng chật vật. Nhiều người muốn rời bỏ thành phố để đi tìm cuộc sống ở nông thôn, bắt đầu trồng rau vì thực phẩm đã trở nên cực kỳ khan hiếm. Cuối cùng, chính phủ buộc phải can thiệp, cố gắng phân phối thực phẩm tại các thị trấn và thành phố lớn. Tuy nhiên, do nguồn lực hạn chế, họ chỉ có thể cung cấp thực phẩm kém chất lượng. Brandon tin rằng chỉ những người có phẩm hạnh cao mới có khả năng sống sót qua cơn dịch này. Như thể được bao bọc bởi một lớp vật chất kín, vì cơ thể họ phát ra ánh sáng, hình thành một lá chắn bảo vệ. Ánh sáng này có thể chiếu sáng trong phạm vi khoảng 3 feet xung quanh họ. Thần linh đã nói với Brandon rằng chỉ những người có phẩm hạnh và thật lòng tin theo mới có thể sống sót qua thảm họa. Họ sẽ được che chở bởi Chúa và cuối cùng sẽ thăng hoa đến một trạng thái cao hơn. Brandon còn thấy được khi thảm họa xảy ra, một tia sáng mạnh mẽ sẽ bao trùm những người sống sót, tỏa ra ánh sáng thiêng liêng, khiến virus không thể tiếp cận. Thần linh đã giải thích với Brandon rằng vì họ sở hữu sức mạnh của niềm tin nên họ có thể nhận được sự che chở của Chúa khi thay đổi bản thân từ sâu thẳm tâm hồn. Nếu đến khi thảm họa xảy ra mới bắt đầu cầu nguyện, e là đã quá muộn. Nhiều người thắc mắc rằng tại sao những thảm họa này lại xảy ra liên tiếp. Liệu gốc rễ của vấn đề nằm ở đâu? Brandon nói, con người thường chỉ quan tâm đến kết quả của sự việc, chỉ chú ý đến những hiện tượng xã hội như tội phạm, sự thỏa hiệp, truyền thông tẩy não, đạo đức xuống cấp và những hành vi xấu khác. Thần linh đã chỉ cho anh thấy một cây đại thụ chữ quả. Mọi người chỉ muốn thay đổi trái cây trên cây mà không chú ý đến tình trạng sức khỏe của rễ cây. Nhưng chỉ khi rễ cây khỏe mạnh, trái cây trên cây mới có thể thay đổi trật tự. Brandon cũng cho mọi người biết rằng chỉ có sự ăn năn chân thành mới có thể tìm thấy hy vọng. Dịch virus chết người mà Brandon đã trình bày thực ra đã được đề cập trong nhiều lời tiên tri từ xưa đến nay. Những lời tiên tri khác nhau đều chỉ tập trung chỉ ra thời kỳ lịch sử đặc biệt hiện tại. Tất cả đều nói rằng đấng tạo hóa sẽ làm mới trái đất và vũ trụ vào thời điểm này. Vào thời khắc quan trọng, mỗi người cần phải đưa ra quyết định cho tương lai của mình. Những người chọn sai sẽ bị loại bỏ khi thảm họa lớn xảy ra. Vào thời điểm sàng lọc, thế giới sẽ có một cơn đại dịch khủng khiếp bùng phát khiến nhiều người thiệt mạng. Chỉ có rất ít người có thể sống sót. Trước tình hình dịch bệnh khủng khiếp toàn cầu này, sẽ có một nửa dân số bị loại bỏ. Có người còn tiên đoán rằng trong 10 hộ gia đình chỉ còn lại một hộ. Thậm chí còn có những lời tiên đoán rằng trong 1000 người chỉ có một người sống sót. Tất cả những dự đoán nêu trên đều thể hiện rõ ràng mức độ nghiêm trọng của thảm họa này. Tuy nhiên, trong những thời khắc khẩn cấp, đấng tạo hóa sẽ xuất hiện giữa nhân loại, cứu giúp muôn loài khỏi những nỗi khổ đau. Các đệ tử của đấng tạo hóa cũng chịu đựng nguy hiểm của bản thân để truyền đạt chân lý cho mọi người, hỗ trợ họ đưa ra những lựa chọn đúng đắn, từ đó vượt qua giai đoạn khó khăn. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, những sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.